Xin chào quý vị và các bạn của kênh Việt Vision. Hôm nay tôi xin có một bài nói chuyện về những tên linh mục. Họ là những kẻ đang dẫn dắt phần hồn của con chiên. Họ đang đưa đường dẫn lối cho những giáo dân có một cuộc sống thay vì tốt đời đẹp đạo, thì họ lại đã đi ngược với lại lời răn dạy của Đức Chúa. Họ đã dẫn dắt những con chiên của họ lầm đường lạc lối, đi vào những cái ngõ cụt, dẫn đến những sự việc vi phạm pháp luật, có thể dùng từ là nghiêm trọng. Thưa với mọi người, vừa qua chúng ta cũng đã biết có rất nhiều những tên linh mục phản động. Chúng đội lốt thầy tu, chúng đã kích động nhân dân, kích động giáo dân, kích động con chiên để tin vào lời của chúng, để gây ra những cái chuyện dẫn đến người dân thường là những cái lương giáo đó gì, và những cái giáo dân xảy ra những cái sự hiềm khích mà không đáng có. Và cho đến hiện nay thì chúng ta cũng đã biết tên linh mục Đặng Hữu Nam cũng đã bị trục xuất khỏi giáo phận Phú Yên, thuộc giáo phận Vinh, giáo xứ Phú Yên là giáo phận Vinh. Thì tên Đặng Hữu Nam này thì cũng là một tên chống lại chính quyền nhân dân địa phương một cách cực đoan và khét tiếng. Không riêng gì tên Đặng Hữu Nam mà những tên như là Đinh Văn Minh đó, rồi tên Nguyễn Đức Nhân, rồi tên Nguyễn Thanh Tịnh và một số tên khác của giáo phận Vinh, rồi tên Nguyễn Đình Thục cũng ở giáo phận Vinh. Ở phía Nam thì nổi cộm nhất hiện nay thì có tên Nguyễn Duy Tân. Tuy rằng là những người quản sứ, là những linh mục, nhưng những tên linh mục này đã đi ngược lại đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước, nơi mà hắn đang sống, đang thờ phụng Thiên Chúa của bọn chúng. Việc vì dần chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, vạch mặt những thủ đoạn âm mưu đê hèn của những cái bọn linh mục mượn danh lớp áo thầy tu để đưa đến những việc là những con chiên phải sa vào vòng lao lý. Trường hợp đó là tên gần đây nhất là tên Nguyễn Đình Thục, vì tin vào lời hắn mà những tên như Hoàng Đức Bình rồi Nguyễn Nam Phong cũng đã vào tù, phải lãnh những hậu quả mà bọn chúng đã gây ra, cũng chỉ vì tin theo lời của tên Nguyễn Đình Thục. Rồi tên Mạch Hồng Quyền cũng đã cấu kết với lại tên Nguyễn Đình Thục. Hiện nay thì nhà nước chúng ta, an ninh chúng ta đang phát lệnh truy nã toàn quốc đối với tên Mạch Hồng Quyền này. Điểm lược qua như vậy để chúng ta thấy đa số bộ phận những giáo dân ở những giáo xứ trên toàn quốc thì họ sống tốt đời đẹp đạo, họ sống cùng hòa đồng với những người lương dân. Còn hiện nay ở tại khu vực giáo phận Vinh thì do tên Nguyễn Thái Hợp làm chánh xứ ở đó, tức là ở giáo phận Vinh là phụ trách cả một cái giáo phận Vinh, thì dưới bàn tay của Nguyễn Thái Hợp là một loạt những cái tên linh mục
là chống lại nhà nước, chống lại nhân dân, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ giữa lương dân và giáo dân. Vừa qua chúng ta cũng đã biết thì một số tên linh mục đã lợi dụng vào việc tự do tín ngưỡng rồi tự do tôn giáo. Hắn nghĩ rằng chính quyền Việt Nam, an ninh Việt Nam sẽ không dám động vì gì đến đó. Cho nên là bọn chúng ra sức và kêu gọi những giáo dân chống lại chính quyền nhân dân. Chúng lồng ghép những cái buổi rao giảng đạo trong nhà thờ để chúng tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc chống lại nhà nước, chống lại chính quyền nhân dân và đi ngược lại những lợi ích của nhà nước, đi ngược lại những cái tôn chỉ mà đạo Thiên Chúa đã răn dạy. Thưa với quý vị, trong một thời gian vừa qua thì rất nhiều những cái giáo dân mà đã lỡ trót dạy nghe theo lời của những cái tên linh mục này, đang hiện nay họ đang là phải sa vào những cái vòng lao lý, rồi một số giáo dân thì đang phải đối mặt với lại chính quyền địa phương, đối mặt với pháp luật khi đã nghe theo những cái tên linh mục này xúi dục. Hiện nay thì một số giáo dân ở giáo phận Phú Yên, nơi trước đây tên linh mục Đặng Hữu Nam đã từng là làm là gì quản sứ ở đó, sau khi tên linh mục Đặng Hữu Nam ra đi rồi thì chính quyền địa phương sẽ bắt đầu làm việc với những giáo dân mà đã gây ra những cái sự việc là mất an ninh trật tự trong cái cuộc là bao vây đánh chiếm là trụ sở ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Thưa bà con, bên cạnh những việc mà những tên linh mục này xúi dục giáo dân đối đầu lại với lại chính quyền địa phương và lương dân, thì cũng có một bộ phận những giáo dân đã hiểu ra được sự việc. Họ nhận thức được rằng những việc làm của những vị linh mục đó là sai, và họ đã lên tiếng để trước tiên là họ khuyên nhủ, khuyên bảo với lại những cái tên linh mục này. Ví dụ như là tên Nguyễn Đình Thục tại giáo xứ Sông Ngọc ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, thì những cái tên linh mục này đã cho những tay chân đàn em là đe dọa, hăm he và gây những cái sự phiền phức, phiền toái với lại những người mà có xu hướng là không muốn nghe theo những lời tuyên truyền bịa đặt xuyên tạc của những tên linh mục này. Điển hình là tên linh mục Nguyễn Đình Thục tại giáo xứ Sông Ngọc, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thì trước đây trong chương trình của Việt Vision cũng đã từng có phát những cái video clip nói về một chị tên là Biên Thùy, là một giáo dân, một con chiên ở tại giáo xứ Sông Ngọc, nơi mà tên linh mục Nguyễn Đình Thục đang là quản sứ. Thì chị Biên Thùy đã thẳng thắn lên tiếng để nhằm là nói những sự thật đó. Chị đã phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của là linh mục Nguyễn Đình Thục.
Chị Biên Thùy này là một con chiên đang sống và làm việc ở khu vực là giáo xứ Sông Ngọc, và chị cũng là một người rất ngoan đạo, nhưng chị đã hiểu được những việc làm của những tên linh mục như là tên Nguyễn Thục này là như vậy là sai. Thì lập tức tên Nguyễn Thục này đã cho người là khủng bố tinh thần, đe dọa đến là an ninh, về trật tự, về xúc sợ, về vấn đề xúc phạm đến thân thể của chị Biên Thùy này. Thì sau một thời gian, tên linh mục này dùng mọi thủ đoạn đê hèn để khủng bố tinh thần và kêu gọi những giáo dân khác tẩy chay chị Biên Thùy. Thì cảm thấy là sống trong một cái môi trường mà lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, bị những giáo dân cực đoan là hành hung, thì chị Biên Thùy đã phải chấp nhận rời khỏi nơi cư trú để là ra thành phố Vinh sinh sống cho đến nay. Thì như vậy cũng đã cho chúng ta thấy là đã lột tả được sự đê hèn, theo thói côn đồ, băng đảng của tên Nguyễn Đình Thục, và thói ai vô và nghe theo những cái lời săn bậy của là linh mục đó, của những giáo dân ở tại giáo xứ Sông Ngọc. Tên linh mục này đã kích động giáo dân là không ra khơi đánh cá hòng là chống lại những cái là chủ trương chính sách kêu gọi là bà con nhân dân đoàn kết là cùng nhau phát triển về kinh tế của địa phương. Trong khi đó, những bà con bên lương dân thì họ vẫn là ra khơi đánh bắt bình thường và họ ngày càng tăng thêm thu nhập cho cuộc sống. Thì bên cạnh đó, một bộ phận bà con giáo dân mà của giáo xứ Sông Ngọc mà khi nghe lời cha đã không ra khơi thì dẫn đến tình trạng là bà con ngày càng tiến sâu vào nợ nần chồng chất và kinh tế gia đình đã đến hồi suy kiệt. Thì hiện nay đã có thêm rất nhiều giáo dân ở giáo xứ Sông Ngọc đã không tin vào những lời của tên linh mục Nguyễn Đình Thục này nữa. Họ đã đứng lên, họ tuy rằng họ không có những lời lẽ chống lại tên Nguyễn Đình Thục, nhưng những giáo dân này họ đã hiểu được là tình nghĩa làng xóm, tình nghĩa quân dân giữa người dân và chính quyền địa phương. Cho nên vừa qua trong năm 2017 mà có cái ngày lễ Noel thì những giáo dân này họ đã mời những cái người dân xung quanh mà là lương dân đó, và cùng với lại là các vị là cán bộ trong chính quyền địa phương ở xã đã đến gia đình để cùng chia vui mừng ngày Chúa Giáng sinh, ngày Noel đó. Còn sau đó thì tên linh mục đã gọi những cái người mà giáo dân mà họ đã hiểu được sự việc, họ đã thấy đâu là đúng, đâu là sai, họ không còn ủng hộ tên Nguyễn Đình Thục này trong những cái lần mà hắn kêu gọi, hắn kích động nữa. Thì tên Nguyễn Đình Thục đã quay ra gọi những cái người giáo dân này là những giáo gian, là bọn nó. Trong khi đó chúng ta thấy có những giáo dân họ rất lớn tuổi, nhưng tên linh mục này đã gọi là những giáo dân này là những giáo gian, và đã có những lời lẽ kích động và miệt thị những cái người giáo dân mà lương thiện này. Thưa quý vị, thì
Tiếp theo, tôi xin đọc một bài thơ mà chị Biên Thùy đã làm một bài thơ, đã gửi hết cái tấm chân tình của mình đến với lại là Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Tuy rằng chị đã bị tên Linh Mục Nguyễn Đình Thục này khủng bố về tinh thần đó, tên Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã cho những cái giáo dân, những cái tay chân của mình đó, là ngày đêm là khủng bố về tinh thần, rồi đe dọa những cái người thân của chị đó, dẫn đến việc là chị phải rời bỏ là quê hương, rời bỏ là nhà cửa của mình, phải ra sống tại thành phố Vinh. Nhưng chị vẫn vẫn một lòng tin vào Đức Chúa và vẫn một lòng tin vào những cái điều đúng, những cái lẽ phải. Và chị đã có một bài thơ để muốn nhắn gửi đến tên Linh Mục Nguyễn Đình Thục, nhằm mục đích là chị muốn tên Linh Mục này hãy thức tỉnh và nhận ra những việc làm sai trái của mình. Thì sau đây tôi xin đọc bài thơ mà chị Biên Thùy đã gửi cho Linh Mục Nguyễn Đình Thục và cũng đã có gửi cho chúng tôi. Bài thơ như sau. Lời một con chiên ở Nghệ An gửi Linh Mục Nguyễn Đình Thục, gửi cha Nguyễn Đình Thục. Đến bao giờ mới tỉnh ngộ thưa cha, để cha hiểu và làm theo ý Chúa. Cho tranh đua cũng không vì danh lợi, quên chính mình trọn vẹn lũ con chiên. Đừng ngập sâu vào tội lỗi vô biên, quên quá khứ đảng vì dân tranh đấu. Đừng cố tình thả mình vào nồi lẩu, chốn cao xa đâu còn chỗ nương mình. Chúa dạy gì sao cha vẫn đinh ninh, lũ ba sọc sẽ cho cha hạnh phúc. Cha có hiểu sao bóng đêm tủi nhục, hạnh phúc đâu ra khi cộng sản không còn. Đó là vi nguyên văn bài thơ của chị Biên Thùy. Khi tôi đọc bài thơ này, tôi hiểu được cái nỗi niềm của chị, nỗi niềm của một con chiên tin vào Đức Chúa nhưng vì một linh mục phản động mà đã khiến chị phải rời xa gia đình, rời xa nhà cửa của mình, phải đi nơi khác để tạm lánh nạn. Nhưng chị cũng vẫn có một cái tấm lòng là muốn là Linh Mục Nguyễn Đình Thục hãy quay đầu và hướng thiện. Trong câu thơ, trong bài thơ có những câu mà chị viết tôi rất tâm đắc. Ví dụ như cái câu là đừng cố tình thả mình vào nồi lẩu. Một câu thơ phải nói là tuy rằng nghe nó không có gì là văn chương mỹ miều, nhưng chị ta muốn rằng làm một vị linh mục thì phải trong sáng, trong sạch, thanh cao, chứ đừng tự biến mình như một nồi lẩu trong một mớ xô bồ hỗn độn. Một câu thơ có thể nói rằng là rất là ý nghĩa, tuy rằng câu từ nó không có hoa mỹ. Và ví dụ như câu thơ mà cũng như là một câu hỏi, đó là lũ ba sọc sẽ cho cha hạnh phúc, tức là chị cũng đã dẫn chứng ra rằng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì không có chuyện hạnh phúc cho người dân. Chị cũng đã nói ra được điều đó. Và chị cũng nhắc nhở rằng cha có hiểu sau bóng đêm tủi nhục,
Hạnh phúc đâu ra khi cộng sản không còn? Chỉ muốn chứng minh rằng sự tủi nhục, sự lầm than đã được chế độ cộng sản này dẹp qua một bên rồi, đánh đổi tay sai, dẹp bỏ những cái ngày tháng lầm than để đưa hạnh phúc đến toàn dân nước Việt. Thì bài thơ của chị viết khi đọc thì chúng ta thấy nó cũng là đơn giản thôi, nhưng khi chúng ta chiêm nghiệm ra thì nó rất là hay, rất là ý nghĩa. Đó. Thưa bà con, trên Nguyễn Đình Thục này thì hiện nay hắn không còn lớn giọng lên tiếng kêu gào chính quyền địa phương phải làm theo ý này ý kia của hắn nữa, mà cũng có phần nào hắn cũng đã bớt được giọng những giọng điệu, những luận điệu xuyên tạc của hắn kể từ khi là hắn viết cái thư ngỏ mà gửi cho là tên Nguyễn Thái Học ở giáo phận Vinh. Đó. Trong cái thư ngỏ thì vừa rồi thì tôi cũng đã gửi một bài nói chuyện đến quý vị, thì đó chẳng khác nào như là một cái lời thú tội. Hắn vạch ra những cái công trạng của hắn. Đó. Và hắn kể ra những việc làm đó là do ai, và ai sai hắn làm, ai khiến hắn làm. Đó. Và cho tới hiện nay thì hắn đã ít nhiều gì, theo tôi thì hắn cũng ít nhiều gì cũng nhận được ra được một phần bản chất của sự việc, nhưng hắn cũng chưa hẳn đã quay đầu lại với lại những việc làm tốt, những việc làm lương thiện, mà trong thâm tâm của hắn cũng vẫn còn rất là nhiều là những cái sự việc là hắn rất là cay cú và thâm độc. Một kẻ mà lợi dụng vào những con chiên để đi làm những cái việc mà vì tư lợi cá nhân, hắn thừa biết rằng với bản thân hắn thì không thể nào lật đổ được chính quyền Việt Nam, nhưng hắn đã xua con chiên của hắn. Hắn lợi dụng cái mát của hắn là một cha cố ở nhà thờ, mà đức cha ở nhà thờ thì là đại diện cho là Thiên Chúa, cho nên là cha nói thì con chiên phải nghe. Vì vậy hắn lợi dụng vào cái đó để xua đẩy những giáo dân mà nghe theo lời hắn, dẫn đến những con đường vi phạm pháp luật, cũng như tên Đặng Hữu Nam cũng vậy. Vừa qua cách đây vài ngày thì cũng vừa tròn kỷ niệm là 5 năm ngày hắn đến quản sứ tại là giáo xứ Sông Ngọc. Đó. Thì thưa quý vị, riêng Nguyễn Đình Thục thì tôi thấy rằng hắn là một kẻ đã đi quá giới hạn. Luật pháp sẽ không nương tay đối với một kẻ nào mà đang làm và đang có những hành động, đang có những suy tính, những mưu đồ hòng chống lại nhà nước Việt Nam, chống lại nhân dân, chống lại sự đoàn kết dân tộc của dân tộc Việt Nam. Chúng ta thấy riêng về việc mà hắn đã kêu gọi những giáo dân xuống đường biểu tình ngày 14 tháng 2 năm 2017 vừa qua tại là Đèo Con ở Hà Tĩnh, thì chúng ta khi xem lại những cái diễn biến như đó như vậy thì chúng ta nhận thấy rõ bộ mặt của hắn là một tên linh mục, vì tiền, hắn vì lợi, vì danh.
Hắn nhận được những đồng tiền từ Việt Tân rất nhiều, và hắn xúi dục những con chiên của hắn xuống đường để biểu tình và quay phim chụp ảnh, gây ra những chuyện chấn động nhằm báo công với lại đảng Việt Tân, một đảng khủng bố ở tại nước Mỹ. Bản chất của tên Nguyễn Đình Thục thì chúng ta đã rõ. Còn chị Biên Thùy là một giáo dân tốt, một giáo dân ngoan đạo, cũng không thể thoát khỏi những cái bàn tay là đen tối của tên Nguyễn Đình Thục đã đẩy chị phải rời bỏ nhà cửa của mình, phải đi nơi khác sinh sống thì mới được yên thân. Đó là hành động của những kẻ khủng bố. Chúng ta thấy hiện nay những nơi khác thì những giáo dân họ sống rất chan hòa với lại tình yêu thương đồng bào giữa lương giáo và những người dân bình thường. Còn những tên linh mục mà thuộc giáo phận Vinh của tên Nguyễn Thái Học thì đều là những tên linh mục chuyên đi gây rối, kích động giáo dân. Từ những tên linh mục mà có những hành động như những kẻ côn đồ, ví dụ như là tên là Đinh Văn Minh thì vừa rồi hắn đã xúi dục giáo dân tấn công vào là trường tiểu học mà để đòi những cái việc mà rất là vô lý. Quý vị đã thấy, muốn đi học mà lại không đóng tiền, rồi hắn còn là kêu gọi giáo dân là dựng cờ vàng chống lại cờ đỏ, rồi là hắn muốn lập ra một cái đế chế riêng, hắn làm những cái barrier cũng như tên là Nguyễn Ngọc Ngữ vậy đó, lập những barrier là canh gác là trong địa phận là giáo phận, trong địa phận là giáo xứ, xung quanh giáo xứ là người lạ không được vào. Hắn lập như là một cái ấp chiến lược. Rồi tên Nguyễn Đức Nhân thì lại là xua là người dân đó, tràn xuống ruộng lúa, cướp hơn là cướp 9.000 mét vuông đất mà đất nông nghiệp đang sản xuất của bà con đó. Rồi là kích động giáo dân là xô xát dẫn đến đổ máu với lại là những người thay mặt chứ là chính quyền với lại là những là người dân khác mà phản ứng lại cái sự việc là vô phương vô pháp của hắn đó. Còn ở phía Nam thì nổi cộm nhất thì hiện nay có tên Nguyễn Duy Tân, là một tên rất đẻo giả. Hắn học dưới mấy trường của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đào tạo cho hắn là một tên kiến trúc sư. Hắn sống tại đất nước Việt Nam nhưng hắn lại thờ cờ vàng đó. Hắn tôn sùng là những cái kẻ đã gây nợ máu với nhân dân. Hắn xúc phạm là Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Đây là những tên linh mục có thể nói rằng là những tội đồ của đất nước Việt Nam hiện nay, mà chúng ta cần phải lên án cái bọn này. Và tôi cũng rất mong, và tôi nghĩ rằng là các bạn cũng rất mong là chính quyền Việt Nam, an ninh Việt Nam là phải sớm bắt và đưa những tên linh mục này ra tòa để chúng phải chịu tội trước pháp luật và nhân dân mà về những cái tội mà bọn chúng đã gây ra.